Cửa hàng Auto Minh Nguyễn xin kính chào quý khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Lời đầu tiên Minh Nguyễn xin cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng ở gần và ở xa trong suốt thời gian qua tin tưởng và ủng hộ Minh Nguyễn. Cũng chính vì cái tình cảm như vậy nên hôm nay Minh Nguyễn tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm vang số Theta K6. Một dòng vang cũng được rất là nhiều anh em trên thị trường gọi là yêu chuộng với cái dòng vang này rồi. Thì các bác cũng chẳng xa lạ gì những cái dòng vang quen thuộc như này. Dòng này thì với cái tầm phân khúc tầm tiền thì cũng là rất là hợp lý, vừa túi tiền của các bác khi các bác chơi đổ bãi, với lại một cái mức tiền chỉ có 2 triệu đồng thôi các bác có sở hữu được một con vang số rất là đẹp và rất là hay. Đấy. Dòng này thì thật sự các bác ở trên thị trường cũng khá là nhiều chỗ anh em bán. Đấy. Rất là nhiều anh em bán tùy theo từng mức giá. Và riêng ở bên em thì thật sự các bác là về hình thức, em cam kết cho các bác hình thức đẹp nha các bác nhé. Số lượng em về nói thật các bác là chỉ có mỗi là 5 con thôi. Đấy, có 5 con nhưng mà rất là đẹp. Từng góc cạnh nó đẹp long lanh luôn, không bị chầy xước một tí gì cả nha các bác nhé. Nó rất là đẹp luôn. Đây là 4 con này, 4 con đang quay các bác. Đây, mặt đằng trước này không bị chầy xước gì cả. Mặt đẹp gọi là xuất sắc đến trên 90%. Đấy, đây con em đang dùng lại vậy. Đấy. Trên 90% nha các bác nhá. Đấy. Đấy, cái tiền này thì nột ra thôi, thích cái nột không để nguyên được. Đấy. Trên 90% đẹp xuất sắc luôn. Đấy, với là một cái giá mức giá cực kỳ là hợp lý. Chỉ có 2 triệu đồng thôi. Những chỗ khác thì bán từ cũng tầm tiền như vậy, 2 triệu đến trên 2 triệu. Đấy, nhưng mà quan trọng là bên trong hình thức bên ngoài và bên trong nó còn đẹp hay không thôi. Đấy. Chứ còn nói thật các bác là nếu mà hình thức nó xấu, mặt mũi nó xấu hơn, bán có thể 1 triệu 7, 1 triệu 8 vẫn ra được do bác cái giá như vậy. Đấy, nhưng mà riêng mùng 5 con này nó đẹp gọi là xuất sắc luôn. Khi hàng đẹp các bác biết rồi đấy, mua hàng bãi thì chủ yếu là xem nó còn được bao nhiêu phần trăm thì lúc đấy mới đi được vào cái vấn đề giá cả được. Chứ còn nói thật các bác là nó còn nữa là 5-60% nó xấu hoắc thì nhìn thì nói thật các bác nhìn con bỏ tiền nó mua vàng nhìn cũng chẳng muốn chơi nữa cơ. Đấy, chả nói thì bỏ tiền nó mua. Đấy nên là về hình thức thì rất là đẹp rồi. Thì đi về xong cái phần nội thất của nó nữa, ở bên trong nữa. Nội thất thì riêng con này thì em dám khẳng định cho các bác là bao zin chưa gọi là đụng chạm, gọi là một tí máy tí mẻ gì ở trong này cả. Đấy, con này thì có thể là chế độ điện thấp vẫn cứ chơi ok hết nhé các bác nhá. Chế độ điện thấp vẫn chơi được hết. Và kết nối của nó thì nó là các kết nối bằng dây. Dây rất là dây kết nối dễ thôi. Đây. Đây dây kết nối của nó đây nha các bác nhá. Đây. Dây này là các bác có thể là cắm máy tính, các bác có thể là sở hữu làm chủ được cái con vang Theta K6 rồi. Đấy. Đấy, đây là vang, đây là dây kết nối đầu vuông cắm ở đây. Đồ này nó cắm vào máy tính thì các bác tải phần mềm trên mạng rất là nhiều. Theta K6 một phát là có luôn. Nhưng mà đấy thì là em bảo là khi các bác nào ví dụ như là muốn nghịch thôi. Muốn nghịch và gọi tìm hiểu sâu về con này thì các bác nghịch cắm máy tính thì các bác cần thôi. Còn riêng ở bên em thì em sẽ đã set up cho các bác đầy đủ chế độ rồi. Đầy đủ tất cả các chế độ là các bác về các bác chỉ việc chơi thôi. Đấy, các bác không cần phải gọi là chỉnh choạc cái gì cả. Em set up cho các bác full chế độ luôn. Đấy, riêng với cái dòng Theta K6 này. Đấy, dám khẳng định cho các bác là set up này gọi là không phải tự hào đâu, nhưng mà nó phải được tầm độ 80-90%. Đấy. Còn muốn hay hơn nữa, hay thực tế họ hay chất hơn nữa thì chỉ có đến tận nhà thôi set up nó sẽ hay được. Còn ở trên này thì em thì cũng gọi set up chung thôi. Đấy, ở cái mức chung nhưng cũng nó cũng dám khẳng định là nó rơi vào từ ta đến 80-90% là các bác có thể là chơi ok. Đấy. Đây là cái thông số ở đằng sau của nó. Cái dòng này thì thật sự các bác thì nói rõ một câu này, nó là hàng bãi Theta K6, không có gọi là hàng nhái. Đấy. Không nói với lại cái hàng nhái nha các bác nhá. Đấy, chỉ có hàng bãi xịn thôi, hàng chính hãng của thương hiệu của Theta K6 thôi. Đấy. Đây là đầy đủ các thông số kỹ thuật của. Đấy. Linh kiện dày đặc luôn. Đấy, sử dụng toàn gọi là tụ nhôm thôi, toàn là tụ nhôm nhé các bác nhá. Đấy. K6 này. Đấy. Thì rõ luôn K6 này, đấy, Theta K6. Đấy. Tất cả những cái keo ở ốc, keo ốc thấy vẫn keo niêm phong ở ốc ấy, còn nguyên zin luôn. Đấy. Đấy. Thì các bác phải hiểu là máy nó còn đẹp như thế nào. Đẹp xuất sắc. Về em chỉ vụ vệ sinh thổi bụi qua thôi là các bác chơi là ngon rồi. Đấy. Đây thì em sẽ test cho các bác về cái chất mix, rồi xong tí em sẽ mở cho các bác một đoạn nhạc. Đây là em đang test một bộ mix nhé.
thì cũng tiện luôn giới thiệu các bác đây một bộ mic này, mic chuyên sự kiện. Dòng mic này thì nó sẽ là có là chế độ tự ngắt là một này, và cảm biến gia tốc nha các bác nhé, cảm biến gia tốc khi các bác làm rơi mic không có tiếng kêu ở mic phát ra đấy, nên là rất tiện cho các bác nào mà hát hòa hay vợ chồng gọi là hay gọi là rằng co gọi là tranh nhau cái mic đấy, không cẩn thận nó rơi nữa thì cũng không vấn đề gì cả đấy, rất là tiện lợi cho các bác. Đây em sẽ test thử cái tiếng mic cho các bác xem nào. Alo. 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 Một 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 một. Tiếng của nó rất là ấm tiếng luôn. Alo. Một 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 hai ba bốn năm sáu bảy. Lên lên. Alo. Một 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 hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười năm sáu bảy tám chín mười. ZQK. Ác. Đấy. Tiếng con này cực kỳ là ấm tiếng nha các bác nhá. Về giải chung của nó rất là dày luôn. Alo 1 1 1 2 3 4 5 6 7. Lên. Alo 1 1 1 2. Lên. Đấy, các bác nào mà thích gọi là si sọt thì cái này thì quá là tuyệt vời rồi. Đấy. Quá hay luôn. Đấy, chỉ cần để một tí là nó sẽ tự ngắt đây nha. Em sẽ để đúc này. Hết luôn, đấy, tự ngắt luôn, đấy, ngắt rất là nhanh. Cầm lên này. Tí nó hết rồi. Đấy, hết luôn, nha các bác nhá. Đây em sẽ gọi là check cho các bác một tí nhạc này, thì các bác nghe cho nó sướng. Trải nghiệm luôn, dòng vang Theta K6. Con này thì em đã cài full các chức năng cho các bác rồi. Đấy, các chế độ để các bác về các bác chơi rồi. Đấy. Full chế độ luôn. Đấy thì về cái con này thì hình thức thì nó thật các bác là cũng rất là đẹp, về nội thất bao đẹp bao zin cho các bác rồi. Cái setup thì nói thật các bác là những con vang hay thì phải gọi là gặp phải ông thợ gọi là giỏi cơ thì chỉnh nó mới hay được, chứ còn những con vang hay mà gặp gọi là thợ không biết chỉnh đấy thì nó cũng như cái con vang gọi là không ra gì thôi. Đấy. Quan trọng là trình độ setup của từng người một. Đấy. Setup hay thì vang nó hay được, vì cái dòng vang số này cần phải setup chuyên nghiệp, phải nó phải hay giỏi thì mới nghe nó mới chơi được, chứ còn setup theo cái kiểu như là thợ cỏ thợ vườn ấy thì thật sự các bác là không ra hay được. Đấy thì cái này thì em cũng sẽ giới thiệu rất là rõ ràng chi tiết cho các bác rồi về dòng vang số Theta K6. Đấy thì bác nào có nhu cầu lấy hàng và mua thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0985778338 và 0937343356. Em ở số 89 đường Võ Văn Vĩ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Đấy thì thôi, cái video này em cũng xin tạm dừng tại đây thôi. Bác nào yêu quý kênh Minh Nguyễn thì hãy để lại số like và nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi những video clip mới nhất ở bên em cập nhật về. Xin chào và chúc các bác có một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ.